Tối 7 tháng 11, đồng chí Lê Chí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy làm việc với quận về công tác phòng chống dịch COVID-19. Cùng dự có các đồng chí Giám đốc Sở Y tế, Sở Giáo dục Đào tạo, Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch thành phố, CDC Hải Phòng. Tại biểu quận có đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận. Kiến An vừa ghi nhận 7 ca nhiễm SARS-CoV-2, bao gồm một trường hợp từ Gia Lai đi về và 5 người ở cùng nhà tại phường Tràng Minh và một người cư trú tại phường Nam Sơn liên quan đến ca F0 tại tòa nhà Bạch Đằng, quận Lê Chân. Về chùm các bệnh tại phường Tràng Minh, trước đó bệnh nhân ở Gia Lai đi Kon Tum chơi 3 ngày và ngày 28 tháng 10 về Gia Lai. Ngày 30 tháng 10, bệnh nhân đi máy bay từ Gia Lai về sân bay Nội Bài rồi đi taxi về Hải Phòng và cách ly tại phòng riêng. Tối 30 tháng 10, bệnh nhân tiếp xúc gần với 6 người và tiếp xúc xa với 2 người, đều trong gia đình. Ngày 31 tháng 10 năm 2021, bệnh nhân xét nghiệm lần 1 có kết quả âm tính. Ngày 6 tháng 11 năm 2021, xét nghiệm lần 2 có kết quả dương tính. Ngày 7 tháng 11, mẫu xét nghiệm của ông nội, bà nội, em gái và hai cháu ở cùng nhà với bệnh nhân có kết quả dương tính. Các bệnh tại phường Nam Sơn ở một mình, không tiếp xúc với người trên địa bàn phường. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, quận phối hợp chuyển 7 ca bệnh đi điều trị, đưa 13 F1 cách ly tập trung, yêu cầu cách ly y tế tại nhà các F2. Đến 19 giờ ngày 7 tháng 11, quận rà soát và truy vết được 134 F1, phong tỏa các ngõ ngách nơi có bệnh nhân cư trú, phun khử khuẩn toàn bộ trạm y tế phường Tràng Minh, nơi bệnh nhân khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan. Quận và Sở Giáo dục Đào tạo thành phố quyết định cho học sinh các cấp học, trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên, các trung tâm kỹ năng sống, ngoại ngữ, tin học trên địa bàn quận tạm thời nghỉ học từ ngày 8 tháng 11, tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh. Đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận yêu cầu ngay trong đêm 7 tháng 11, sáng 8 tháng 11, lực lượng chức năng tiếp tục khẩn trương truy vết, khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến các ca bệnh, không để bỏ sót, giám sát chặt chẽ việc phong tỏa, cách ly tại nhà, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, đồng thời hỗ trợ người dân trong khu vực phong tỏa, đảm bảo đời sống hàng ngày cho người dân, giữ gìn vệ sinh môi trường. Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tuân thủ 5K, lực lượng công an tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Đánh giá chùm các bệnh tại phường Tràng Minh khá phức tạp, thời gian diễn biến nhiều ngày, liên quan đến nhiều địa điểm, nhiều người, đồng chí Lê Chí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy nhấn mạnh, chùm các bệnh ở Kiến An phức tạp, quận phải thông báo rộng rãi về 7 ca bệnh để nhân dân nắm được thông tin, tạo thuận lợi cho công tác điều tra dịch tễ, đồng thời nhanh chóng tiếp tục điều tra kỹ các trường hợp liên quan đến các ca bệnh, xác định các F1, F2. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đề nghị Sở Y tế tăng cường hỗ trợ Kiến An trong công tác phòng chống dịch COVID-19.